Cách đây nửa tháng, siêu mẫu Khả Trang tuổi do bị chiếc gậy ở trên cao rơi trúng đầu khiến cô phải đi cấp cứu, không 10 mũi. Vì tai dạ không mong muốn, cô phải hủy hàng loạt công việc để nghỉ ngơi và điều trị chấn yêu quý dùng đầu và tụ máu ở phần mắt, gò má. Sau khi cắt chỉ và sức khỏe dần ổn định trở lại, tối 18 tháng 10, Khả Trang lôi cuốn sự xem xét khi hiện ra trong show diễn giới thiệu bộ sưu tập Donate Oteta nữ thần của các dì sao của nhà thiết kế Linh San. Ngoài diện bộ đồ khoa khéo được vẽ gợi cảm, quyến rũ, Khả Trang còn chơi trội khi đội chiếc dương miệng mạ quà thật, được xây cất dựa trên cảm hứng từ các nữ thần Hy Lạp. Trên hàng ghế dịch, cô vui tươi hội ngộ đàn chị giỏi Hoàng Ý. Ngay sau đó, cô bước lên sàn rơn quai và tự tin diễn giả mẫu xây cất đầy ấn tượng của nhà thiết kế Linh San. Thần thái cùng những bước đi tự tin của Khả Trang chiếm được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng của đồng nghiệp, khán giả. Ngoài Khả Trang, Võ Hoàng Lính cũng bộc lộ lối diễn giả chuyên nghiệp điêu luyện trước đám đông. Hoa hậu Hương Giang ngày càng tự tin khi lấn sân thanh lịch diễn giả thời trang. Ở cuối show diễn, H'Hen Niê bất thần lộ diện với hình ảnh đầy lạ lẫm. Hóa thân thành nữ thần với mái tóc dài cá tính, đây cũng là show diễn thời trang riêng lẻ H'Hen Niê nhập cuộc sau thời gian về quê nghỉ ngơi. Các người đẹp cùng chúc mừng, chụp hình kỷ niệm với nhà thiết kế Linh San trang phục đen phóng viên.